Rét quá. Bác sò có con chim to thế. Cô nhìn thấy bao giờ mà biết to? Thì hôm nọ em đi qua cổng nhà bác, thấy bác đang tỉa tót lông chim to đáo để. Chim của tôi nó đang thay lông, lúc nào cô có chán chồng ới tôi một tiếng chồng mông tới liền. Mỡ đâu mà húp, ý em là con chim cu gái nhà bác ấy. Thế mà tôi cứ tưởng. Đàn ông các bác thì lúc nào chẳng tưởng với tượng, thấy gái là người cứ tê tái cả lên, mặc dù có vợ nhưng vẫn thích cô bên bờ rào. Thì ăn cơm nguội mãi cũng muốn làm bát phở. Ngày xưa mới lấy thì bằng cái lá tre, giờ tè he như cái lá bàng. Giờ tè he như cái lá bàng. Gớm, một tuần oánh chén 7 hôm, dùng không biết giữ lại còn mở mồm kêu ca. Có ai khổ như phận đàn bà, ngọt nước thì săn đón hơi già đã bỏ bê. Đẻ đái mấy lứa đã bị gọi là mái xè. Đời là thế em ơi, già già xấu xấu thì phải tìm chỗ mà sơi bên ngoài. Mái xè thì làm sao mà nhai, dài lắm. Nếu chị em phụ nữ chúng em cũng đi múc nhau bên ngoài thì các bác nghĩ sao? Chẳng phải nếu đâu mà đẩy ra đấy còn gì. Ông ăn chả bà ăn nem, giấu nhau vụng trộm tòm tem bên ngoài. Và cuối cùng là cái kết đôi ngả chia ly, gia đình tan vỡ cũng chỉ vì ham vui. Đời mấy ai lén phén mà có được ngọt bùi. Vậy nên vợ già thì mặc vợ già, vẫn phải yêu quý như là còn xuân. Một tuần trả bài 3-4 lần, tình cảm nó mới thắm thiết ân cần bác ơi. Dai thì cũng cố mà sơi.